Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV, bản tin thời sự mới nhất, bộ đội nhà gian DK1 kiên cường trên Biển Đông. Thời gian gần đây, Trung Quốc đang có những hành động ngang ngược trên biển Đông. Những hành động này đã bị các nước trên thế giới phản đối. Việt Nam kịch liệt lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Chúng ta hoàn toàn không bất ngờ trước những hành động này của Trung Quốc bởi từ rất lâu, chúng ta đã biết rõ và hiểu rõ âm mưu tham vọng bành trướng của Trung Quốc là không hề suy giảm. Chúng tôi xin giới thiệu một câu chuyện về sự kiên cường của các chiến sĩ nhà giàn DK1. Đầu năm 1988, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng một số bãi đá ngầm trên quần đảo Trường Sa của nước ta. Ngày 18 tháng 8 năm 1988, Đô đốc Giáp Văn Cương, tư lệnh Hải quân gửi báo cáo lên Bộ Chính trị, nêu nhận định tình hình và đề nghị bố trí ngay lực lượng bảo vệ và khai thác cụm bãi đá ngầm trên thềm lục địa ở phía Nam về phía Tây Nam quần đảo Trường Sa. Sau đề nghị này, những nhà giàn trên các bãi cạn thềm lục địa phía Nam bắt đầu hình thành. Trên thế giới, duy nhất chúng ta có những nhà giàn và bộ đội nhà giàn, phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc nam nguyên phó viện trưởng viện kỹ thuật công binh khẳng định như vậy và kể ý tưởng xây dựng nhà giàn cắm trên các bãi cạn thêm lục địa ở phía nam do đô đốc tư lệnh hải quân giáp văn cương nghĩ ra và được cấp trên đồng ý triển khai xuống bộ tư lệnh công binh ông nam được giao nhiệm vụ chủ nhiệm thiết kế công trình Cuối tháng 10 năm 1988, một số cán bộ viện kỹ thuật công binh nhận lệnh theo viện phó Phạm Ngọc Nam vào miền Nam công tác, nhiệm vụ của họ gói gọn trong mấy chữ bí mật quân sự. Đại tá Nguyễn Hải Đường Phó chủ nhiệm chính trị vùng 2 Hải quân là cán bộ tham gia chuyến khảo sát đầu tiên dựng nhà giàn. Ngày 5 tháng 11 năm 1988, ông nhận lệnh chuẩn bị đi biển. Chiều ngày 6 tháng 11 năm 1988, ông đường cùng đồng đội hành quân xuống quân cảng 171, thấy rất nhiều gương mặt mới nên nghĩ lại chỉ viện trường Sa Chỉ đến khi biên đội tàu HQ711 và HQ668 chở đoàn công tác ra đến phao số 0, mọi người phải thay quân phục bằng đồ dân sự, lúc ấy mới rõ đi khảo sát dựng nhà trên bãi cạn thật ra ngay sau khi được Bộ Chính trị đồng ý với đề nghị cho đóng quân trên thềm lục địa phía Nam Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cường đã giao nhiệm vụ cho Lữ đoàn 171 và Hải đoàn 129 bảo vệ các bãi đá ngầm trên thềm lục địa phía Nam bằng bất cứ giá nào gần một tháng trời đoàn khảo sát đi trên hai tàu HQ 711 và HQ 668 do Trung tá Nguyễn Xuân Hoa Lữ đoàn trưởng 171 chỉ huy đã chống chọi với sóng to gió lớn cuối năm làm việc ngày đêm trong điều kiện thiếu dụng cụ hàng hải để khảo sát đo đạc xác định định được sơ bộ vị trí, địa hình của các bãi ngầm tư chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường và Ba Kè. Mãi mới xác định được chính xác, vì từ trước đến nay có ai dám nghĩ đến chuyện dựng cái nhà như tròi canh giữa biển đâu, đại tá Đường nhớ lại. Tiếp đó, cuối tháng 11 năm 1998, Đô đốc Giáp Văn Cương lệnh cho biên đội của Lữ đoàn 171 gồm hai tàu HQ713, HQ668 do Trung tá Hoàng Kim Nồng, Lữ đoàn Phó Chính trị, Chỉ huy và biên đội của Hải đoàn 129 gồm hai tàu HQ727, HQ723 do Trung tá Chuẩn Xuân Vọng, Hải đoàn trưởng, Chỉ huy ra làm nhiệm vụ trực bảo vệ và tiếp tục khảo sát các bãi đá ngầm Tư Chính, Phúc Tần, Ba Kè, Quế Đường, Phúc Nguyên, Huyền chân, dựng nhà cấp tốc. Ngay từ đầu năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Dầu khí nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tập trung thiết kế thi công, xây dựng và lắp đặt nhà giàn tại ba vị trí quan trọng ở các bãi ngầm Tư Chính, Phúc Tần và Ba Kè, sau đó sẽ xây dựng nhà giàn trên các bãi ngầm còn lại. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Nam kể, để xây dựng được nhà giàn trên nền san hô cũng như nền có lớp bùn rất dày, các kỹ sư đã dùng phương án móng cọc thép mà không dùng móng trọng lực. Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 1989, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với binh chủng công binh hoàn thành nhà giàn đầu tiên tại bãi ngầm Phúc Tần DK1 trên 3 với diện tích sử dụng gần 150m2. Cách mặt nước biển lúc chiều cường là 10,5m, ngày 16 tháng 6 năm 1989, hoàn thành nhà dàn 3 kẻ A DK1 trên 4, thiết kế theo kiểu khung nhà liên kết với chân bệ chân đế bông tông, bơm bê tông, đánh chìm, định vị bằng các cột bê tông trôn sâu xuống thềm san hô. Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 6 năm 1989, hoàn thành nhà dàn tư chính A DK1 trên 1 theo cách thức trôn cột giàn khoan đã ở vùng nước sâu 23 mét. Với các nhà giàn sau đó, những người thiết kế đã rút kinh nghiệm để tránh bị rung lắc khi sóng to và có bãi đáp máy bay trên nóc nhà khi thi công thêm hai nhà giàn ở tư chính B DK1 trên 5, Phúc Nguyên DK1 trên 6. Những người thợ đã vượt qua rất nhiều khó khăn do bão gió và cả sự quấy phá, ngăn cản của tàu Trung Quốc. Đêm ngày 26 tháng 10 năm 1990, tàu địch xông thẳng vào đội hình ta đang thi công, khiến tàu bảo vệ phải dùng biện pháp mạnh cảnh cáo đuổi ra xa. Đêm 19 tháng 8 năm 1993, tàu địch không cờ hiệu lại đâm thẳng vào công trường, nhà giàn Phúc Nguyên DK1-6 khiến hư hại nặng, phải kéo dài thi công. Thế hệ lính nhà giàn đầu tiên đầu năm 1989, đang ở quân khu 3, thi thượng úy Nguyễn Văn Hùng được chuyển sang quân chủng hải quân. Tháng 5 năm 1989, ông Hùng vào Vũng Tàu đến lữ đoàn 171 Hải quân để chuẩn bị ra nhà lô hồi ấy ngay trong hải quân cũng rất ít người biết đến đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ thêm lục địa những người mà biết thì gọi ra tiếng lóng là nhà lô nhà tròi nên ông Hồng nghĩ chắc là các đảo chìm ngoài trường xa mãi đến khi ra thì đơn vị mới làm chỉ huy trưởng nhà giàn tư chính B DK1 trên năm đến nơi mới biết đó chỉ là cái nhà làm bằng sắt nằm trên bốn trụ thép cao cắm trên bãi đá ngầm giữa biển nhìn ra như là cái tròi nên bộ đội gọi là nhà tròi Ông Hùng là thế hệ lính nhà giàn đời đầu nhưng không phải là đầu tiên. Ngày 6 tháng 6 năm 1989, quân chủng Hải quân thành lập 30 đơn vị chốt giữ bảo vệ các trạm kinh tế, khoa học, dịch vụ gọi tắt là nhà giàn DK1 Tư Chính A, Phúc Tần và Ba Kẻ A trực thuộc lữ đoàn 171 Hải quân ngày 4 tháng 1 năm 1989, tàu HQ-727 chở một số cán bộ chiến sĩ ra tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ canh giữ bảo vệ nhà giàn tư chính A DK-1 trên 1. Đây là đơn vị đầu tiên đứng chân trên vùng biển thêm lục địa phía Nam do Đại úy Tạ Ngô Quyền làm chỉ huy trưởng, Đại úy Nguyễn Đình Thịnh làm phó chỉ huy về chính trị, nay là chính trị viên. Hai khung nhà giàn Phúc Tần DK1-3 do đại úy Nguyễn Văn Nam làm chỉ huy trưởng và ba kẻ A DK1-4 do đại úy Lê Văn Lập chỉ huy đang chuẩn bị ra làm nhiệm vụ thì quân chủng hải quân yêu cầu ngừng lại. Lý do là các nhà mới dựng không đảm bảo an toàn, nhà giàn Phúc Tần bị nghiêng từ 4 đến 5 độ, rung lắc mạnh khi sóng gió, nhà ba kẻ bị sóng làm hỏng ngày 20 tháng 7 năm 1989, Đô đốc Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương đi tàu HQ01 ra thềm lục địa phía Nam kiểm tra việc xây dựng các nhà giàn và tình hình ăn ở, sinh hoạt, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội nhà giàn tư chính ADK1-1. Đô đốc Cương nhấn mạnh phải bảo vệ tuyệt đối an toàn nhà trạm trong mọi tình huống, dù có phải hy sinh những bước đi sớm và quyết đoán của ta đã kìm chân những hành động ngang ngược của trung quốc chúng ta đã có những ngọn đuốc sống trên biển nếu tính về đặt mốc chủ quyền còn nói về tầm quan trọng về chiến lược kinh tế quân sự thì các nhà giàn như những trạm bảo vệ hậu cần tiếp tế cho ngư dân bám biển cho các hoạt động khai thác dầu khí và khi cần là nơi trú chân tiếp nhiên liệu cho các tàu lực lượng hải quân hãy cùng gửi lời chúc các anh những ngọn đuốc sống trên biển những cột mốc chủ quyền đang sừng sững giữa biển đông bản tin của chúng tôi đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo